Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay, buổi học số 3 trong chuỗi những buổi ôn tập kiến thức nền của chúng mình. Cho chị biết là những bạn nào đã có mặt trong buổi học này rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta học muộn hơn các buổi khác, mong rằng là sẽ có được sự tham gia của đông đủ các bạn trong lớp mình nhé. Các em ơi, chúng mình đâu rồi? Bạn nào đã vào học thì gửi lời chào đến chị nhá. Rồi, xin chào tất cả các em. Xin chào các bạn. Xin chào Trần Bống nhá, xin chào em. Để chị gọi các bạn vào học nào. À, hình như hôm nay chị không tag được mọi người rồi. Các bạn ơi, những bạn nào đã vào học rồi thì nhanh chóng gửi lời chào đến chị nhá. Rất vui được gặp lại các em ở trong buổi học ngày hôm nay. Xin chào Tùng Lâm, xin chào Quốc Anh. À, trường em thi đề này luôn à? Ồ, thế thì hôm nay mình thử ôn lại xem là mình còn nhớ những kiến thức gì nhá. Không biết em làm bài thế nào, chị chúc cho em sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn nha. Rồi, mình sẽ đợi thêm một ít phút nữa để các bạn vào học đông đủ hơn, sau đó thì mình sẽ bắt đầu nhá. Nếu như các em có bạn bè ở trong khóa học này, giúp chị một thao tác đó là gọi các bạn vào học nè, gọi bạn bè của mình vào học nè. Bởi vì hôm nay thì chị mong muốn có thể ôn tập cùng với các bạn hai văn bản cơ. Khối lượng kiến thức sẽ khá nhiều nên mong là không có bạn nào chúng mình bỏ lỡ những kiến thức này nhá. Các em ơi, chúng mình đâu rồi? À, xin chào Đàm Chi, xin chào Bảo Thi. Ồ, chúc mừng Quốc Anh nhá, điểm số rất là cao. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng các bạn. Nhả vía cho các bạn khác nha, 9,5 điểm số rất đáng mơ ước trong môn văn đấy. Đúng rồi, đúng rồi, như bạn Bảo Thi là đang gọi bạn bè vào học này. Đồng thời với việc đó thì các bạn hãy mở vở này và lấy bút để chúng ta cùng ghi chép nhé. Học xong viếng lăng Bác, học bài nói với con nha chị. Ngày mai chúng mình sẽ học nói với con nha. Chị nghĩ là hôm nay nếu đủ thời gian thì mình sẽ ôn viếng lăng Bác và sang thu luôn. Hai bài với cái khối lượng kiến thức không quá đồ sộ. Rồi, xin chào Thùy Lương nhá. Xin chào các em. Các bạn đâu rồi nhỉ? Hôm nay chị thấy tốc độ vào học còn chậm hơn cả hôm qua. Trong khi hôm qua là học từ 7 giờ, hôm nay là đã lùi một tiếng để cho các em sắp xếp thời gian tốt hơn rồi đấy. Xin chào Hảo Nguyễn. Chị ơi, hôm qua em không vào được thì làm sao để xem lại được ạ? Rồi, xin chào Ngọc Ngọc nhá. Với những bạn nào muốn xem lại video ấy thì sau buổi học này chị sẽ đăng một bài hướng dẫn cách để các em có thể xem lại các video buổi học nha. Nhớ là theo dõi đầy đủ các bài đăng ở trong nhóm này nhá. Rồi, bây giờ thì có lẽ là các bạn vào sau thì chúng mình sẽ ôn sau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nội dung của buổi ngày hôm nay. Ôn tập về bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Chúng mình sẽ giúp chị là tự ôn tập những thông tin về tác giả Viễn Phương và về tác phẩm Viếng Lăng Bác này nhé. Ví dụ những thông tin như là hoàn cảnh sáng tác, bài thơ ra đời năm 1976 sau khi nước nhà độc lập thống nhất và Lăng Bác vừa mới khánh thành. Nhà thơ Viễn Phương lần đầu tiên ra thăm Lăng Bác với những cảm xúc thiết tha, bồi hồi, đặc biệt là niềm xúc động và niềm tự hào da diết thì nhà thơ đã mượn mượn những vần thơ để nói lên tiếng lòng của mình. Cụ thể thì bài thơ Viếng Lăng Bác có 4 khổ thơ. Theo trình tự, cảm xúc của nhà thơ được triển khai, được tỏ bày theo trình tự của một chuyến vào lăng viếng Bác. Khi mới tới lăng thì nhà thơ thấy khung cảnh bên ngoài lăng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh hàng tre, đó chính là nội dung của khổ 1. Thứ hai là tác giả bày tỏ cảm xúc khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác, đó là khổ 2. Khổ thơ thứ ba là cảm xúc của tác giả khi ở trong lăng, đứng trước di hài Bác. Và cuối cùng, khổ thơ thứ tư là niềm cảm xúc của tác giả khi phải rời xa lăng Bác. Bây giờ chúng mình sẽ ôn tập từng khổ thơ một nha. Các bạn đồng ý không nào? Chúng mình sẽ ôn tập từng khổ thơ một. Thì các em cùng với chị chúng ta bước vào phần một nhỏ, khổ một. Đó, thì từ khóa nội dung chính của khổ một đó chính là cảm xúc của tác giả khi đến lăng Bác hoặc là đứng trước khung cảnh bên ngoài lăng. Đó, khung cảnh bên ngoài lăng này. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát.
Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Đó là nội dung của khổ 1. Trong khổ thơ thứ nhất này thì chúng ta sẽ ghi nhớ lần lượt theo các ý như sau. Ý thứ nhất đó chính là câu đầu. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Trong câu thơ đầu tiên, chúng ta lại chú ý đến những kiến thức nào? Hãy để ý đến cách xưng hô, đồng ý không ạ? Cách xưng hô con và bác. Cách xưng hô này có gì đặc biệt? Thứ nhất, đây là cách xưng hô giống như là giữa những người thân ruột thịt trong một gia đình, đầy trìu mến, đầy thân thương, nhưng cũng không kém phần trân trọng, thành kính. Bởi vì đây là cách xưng hô mà có lẽ chúng ta chỉ có thể bắt gặp giữa mối quan hệ của một lãnh tụ và nhân dân ở đất nước Việt Nam mà thôi. Giữa vị lãnh tụ và nhân dân của đất nước đó là một mối quan hệ đủ để nói, để đủ để dùng từ thiêng liêng để gọi, đúng không ạ? Nhưng mối quan hệ thiêng liêng ấy thì kỳ diệu thay là ở đất nước Việt Nam chúng ta, tất cả mọi người đều gọi Bác Hồ, gọi vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước với những cách gọi rất đỗi thân thương, trìu mến như là một người thân yêu trong gia đình của mình. Nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con, nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non. Chúng ta có thể liên hệ mở rộng để nói về cách xưng hô này, đồng ý không ạ? Người là cha, là bác, là anh. Đó, thì dùng cách xưng hô như vậy để bắt đầu cho bài thơ của mình, nhà thơ Viễn Phương dường như đã chạm tới tình cảm đối với lãnh tụ trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam rồi, ngay từ câu thơ đầu tiên. Tiếp tục câu thơ này vang lên còn có một từ ngữ nữa cũng rất là gợi cảm xúc, đó chính là từ miền Nam. Miền Nam, khi chúng ta xét trong trong hoàn cảnh này và đặc biệt là đối với tình cảm của Bác Hồ dành cho nhân dân miền Nam thì có thể thấy đó là một tình cảm vô cùng yêu thương, trân trọng. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. Và giờ đây, một người con miền Nam dường như cũng thay mặt cho toàn thể nhân dân miền Nam đã có thể đến bên bác, đến thăm bác. Đó. Cái thứ ba nữa, ý thứ ba nữa đó chính là cách mà tác giả sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh, thể hiện qua từ thăm, đủ để câu thơ vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận được sự đau xót. Biện pháp nói giảm nói tránh để nhằm giảm bớt sự đau buồn, nhưng ở đây đối với tất cả chúng ta thì câu thơ này vang lên nói chung và đặc biệt là từ thăm nói riêng vẫn khiến cho chúng ta vô cùng xúc động. Nghĩa là câu thơ đầu tiên như một lời thông báo ngắn gọn, người con miền Nam giờ đây đã được đến bên lăng Bác. Tiếp tục ạ, khi đến bên lăng Bác thì hình ảnh khiến cho tác giả ấn tượng là gì? Chúng ta có 3 câu tiếp, 3 câu sau. Đó chính là hình ảnh hàng tre, 3 câu thơ sau tập trung khắc họa về hình ảnh hàng tre nơi lăng Bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Nào các bạn ơi, hãy cùng với chị phân tích về hình ảnh hàng tre nào. Hình ảnh hàng tre này ý, sẽ có rất nhiều ý nghĩa, bởi vậy hãy để ý đến trình tự phân tích của mình nha. Tuy nhiên, các bạn giúp chị là chúng ta nêu ra ý nghĩa tả thực của hình ảnh hàng tre này. Hàng tre xuất hiện đã mở ra không gian nơi lăng Bác. Đó, tả thực không gian nơi lăng Bác. Với những hàng tre bát ngát, xanh xanh, thẳng hàng. Đó, trước tiên là nhà thơ đã khắc họa chân thực, chính xác về khung cảnh bên ngoài lăng. Bạn nào đã có dịp đến thăm lăng Bác thì chúng ta cũng chị đoán rằng là chúng mình chắc hẳn cũng rất là ấn tượng với cả khung cảnh ở xung quanh, trong đó có những hàng tre thẳng hàng này, đúng chưa ạ? Đấy, đấy là ý nghĩa tả thực. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh hàng tre ở đây với câu thơ là bão táp mưa sa đứng thẳng hàng thì hàng tre còn mang ý nghĩa ẩn dụ. Ẩn dụ cho điều gì? À, một đặc tính là bão táp mưa sa đứng thẳng hàng thì nếu như bão táp là để ẩn dụ cho những khó khăn
thách thức. Thì đứng thẳng hàng, hàng tre đứng thẳng hàng ở đây chính là ẩn dụ cho những con người Việt Nam, đúng không ạ? Cho những người con Việt Nam giờ đây đoàn kết này, hiên ngang này, dũng cảm này, bất khuất này, một lòng đi theo lý tưởng mà Bác Hồ đã chọn. Đó, ý nghĩa ẩn dụ của hàng tre là một ý rất trọng tâm trong câu này, các bạn chú ý phân tích giúp chị nhớ nha. Thì mình sẽ chỉ ra ý nghĩa ẩn dụ của từ bão táp mưa sa. Đó, là để ẩn dụ cho những khó khăn này, những thách thức này. Và cùng với đó thì hàng tre đứng thẳng hàng. Hàng tre đứng thẳng hàng lại mang ý nghĩa biểu tượng cho điều gì ạ? À, lại mang ý nghĩa biểu tượng cho những con người Việt Nam. Để ý đến đặc tính của hàng tre ở đây được miêu tả đấy ạ, đứng thẳng hàng đó chính là biểu tượng cho sự hiên ngang này, bất khuất này, và tiếp nữa là đứng thành hàng đan kết vào nhau, biểu tượng cho sự đoàn kết, một lòng đi theo lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ đã chọn. Đấy, các bạn chú ý nhá, đừng quên phân tích về biện pháp ẩn dụ ở đây nha. Đồng ý không nào? Đó là những ý chính nhất. Bên cạnh đó thì các em có thể khai thác thêm câu cảm thán: ôi, đúng không ạ? Ôi, hàng tre xanh xanh Việt Nam. À, thì mình có thể phân tích thêm câu cảm thán giúp bộc lộ nên cảm xúc của tác giả, câu cảm thán. Bộc lộ trực tiếp cảm xúc của tác giả. Lời thốt lên đầy bất ngờ nhưng cũng vừa như là một sự chiêm nghiệm, như là một điều mà tác giả dần dần nhận ra vậy, đúng không? Dần dần nhận ra là một cái khung cảnh vô cùng quen thuộc, đậm màu sắc của làng quê Việt Nam giờ đây đã xuất hiện nơi Lăng Bác. Cây tre, hàng tre là những hình bóng rất quen thuộc, nó đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam và giờ đây nó lại xuất hiện nơi mà Bác yên nghỉ. Phải chăng cũng như là tình cảm hơi ấm của nhân dân Việt Nam để của những làng quê Việt Nam ấp ôm cho giấc ngủ ngàn thu của Bác. Một điều nữa là hình ảnh hàng tre, hình ảnh cây tre vốn đã trở thành biểu tượng của con người Việt Nam rồi, và ở đây nhà thơ một lần nữa nhấn mạnh cho cái đức tính thẳng thốn của loài tre, cho sự đan kết của loài tre, chính là biểu tượng cho tinh thần của con người Việt Nam, ý chí của con người Việt Nam hiên ngang, bất khuất, đoàn kết. Nhớ nhá. Đó, vậy tóm lại khổ thơ thứ nhất là cảm xúc của tác giả khi đứng trước Lăng Bác. Đó là cảm xúc gì? Đó vừa là một cái niềm xúc động. Em cảm giác như là sau bao nhiêu sự kìm nén chờ mong thì giờ đây cuối cùng nhà thơ đã được đến Lăng Bác. Nên từ câu thơ đầu tiên vang lên đã chan chứa nhiều cái niềm xúc động rồi, niềm xúc động trào dâng. Và nội dung thứ hai là khắc họa về hình ảnh hàng tre nơi Lăng Bác với ý nghĩa tả thực này, với ý nghĩa ẩn dụ này. Và nếu như khai thác ý nghĩa mở rộng thì hình ảnh cây tre với những tính từ như là bát ngát này, xanh xanh này, mở ra một không gian rộng lớn, khoáng đạt, nhưng đó là một không gian đậm chất làng quê Việt Nam, đem đến sự thân thuộc, gần gũi cho nơi mà Bác yên nghỉ. Đấy là nội dung của khổ thơ thứ nhất các bạn nhé. Các em đã nắm được chưa nào? Các bạn ơi, nội dung của khổ thơ thứ nhất các bạn đã nắm nắm được chưa nào? Tuần sau em thi rồi, mong chị ôn đến bài nói với con. Ngày mai chúng mình sẽ ôn đến bài nói với con nha. À, Bảo Ngọc ơi, hay là các bạn ơi, nếu như mà chúng mình muốn khai thác các cái dẫn chứng liên hệ mở rộng ấy thì đừng lo. Sau buổi này chị sẽ đăng một bài đăng hướng dẫn các em cách nhận tài liệu. Tài liệu trong chiến dịch của chúng mình là tài liệu mà có cả kiến thức phân tích này, có cả phần viết mẫu này và có cả những dẫn chứng liên hệ mở rộng.
cho từng tác phẩm nữa. Nên là các bạn theo dõi, tập trung theo dõi ở trong những buổi học này, ghi lại những từ khóa quan trọng. Còn về những dẫn chứng liên hệ mở rộng, em hoàn toàn có thể làm theo đúng hướng dẫn để được nhận tài liệu nha. Kỳ 2 có những văn bản nào ạ? Kỳ 2 thì chúng mình có 4 bài thơ và một tác phẩm văn xuôi là trọng tâm. 4 bài thơ là Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác, Sang thu và Nói với con. Còn một văn bản truyện chính là Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê em nhé. Chị ôn bài Sang thu đi ạ. Một lát nữa nếu như còn thời gian, sau khi ôn xong Viếng lăng Bác thì chúng mình sẽ ôn tác phẩm Sang thu nhé. Rồi, xin chào các bạn. Chị thấy có một số bạn vừa vào học này. Bạn nào vừa vào học thì có thể gửi lời chào đến chị nha. Rồi, đồng ý, đó là nội dung của khổ thơ thứ nhất. Tiếp tục ạ. Nào. Đó là khổ khổ 1 này, bây giờ mình đến với khổ 2. Đố các bạn biết nội dung chính của khổ thơ thứ hai là gì? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Nào các bạn ơi, à đây chị vuốt lên nhá. Trả lời cho chị biết nào, nội dung chính của khổ thơ thứ hai. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Nào các bạn ơi. Nội dung chính của khổ thơ thứ hai là gì đây? Có bạn nào biết không nhỉ? À, cảm xúc trước dòng người vào lăng. Cảm xúc trước dòng người vào lăng. Rồi, chính xác nội dung chính ở đây là cảm xúc của tác giả khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Từng vần thơ của khổ thơ thứ hai vang lên, nhịp nhàng như từng nhịp bước chân của dòng người thành kính bước vào trong lăng. Đó, nhá, khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác này. Cụ thể nào, ở đây với khổ thơ thứ hai có 4 câu mình có thể chia ra thành hai ý chính em ạ. Ý đầu tiên là hai câu đầu. Ngày ngày dòng người đi qua trên lăng thấy một mặt trời. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Và ý thứ hai là hai câu sau. Đấy. Và trong hai câu đầu với hai câu sau này, với hai cặp câu này thì nó cùng có một điệp từ, cùng được mở ra bởi điệp từ ngày ngày. Thế nên điệp từ ngày ngày các em có thể phân tích làm ý đầu tiên cũng được, hoặc làm ý cuối cùng cũng được. Đó. Ngày 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 ngày. Điệp từ ngày ngày có ý nghĩa là để nhấn mạnh về cái sự nối tiếp, đúng không ạ? Của thời gian. Đó, thời gian nối tiếp. Miêu tả, nhấn mạnh về sự nối tiếp của thời gian. Đó, và thêm nữa, với cái vòng tuần hoàn nối tiếp, à với cái vòng nối tiếp liên tục của thời gian như thế, cứ ngày 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 trôi qua như thế, thì từ ngày ngày ở đây còn để nhấn mạnh một điều gì đó đều đặn. Đấy, đồng ý không ạ? Kiểu ngày nào cũng thế. Đó, thì đấy là ý nghĩa của điệp từ ngày ngày. Và đặc biệt là nó cũng tạo ra một nhịp điệu, đem đến một nhịp điệu cho đoạn thơ này, đó là một nhịp điệu tương tự như là nhịp bước chân vậy. Đồng ý không em? Như là nhịp bước chân của dòng người vào lăng viếng Bác. Vậy cụ thể nội dung của từng câu thơ trong khổ này như thế nào? Trước tiên ta đến với hai câu đầu. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Thì khi phân tích hai câu này, chắc chắn chị tin chắc rằng là các em sẽ không thể nào không phân tích hình ảnh mặt trời rồi, đúng không? Nhưng mà trong hai câu thì xuất hiện đến hai hình ảnh mặt trời. Trước tiên là hình ảnh mặt trời đi qua trên lăng. Đây là hình ảnh mặt trời được dùng với ý nghĩa tả thực, chỉ mặt trời của tự nhiên, đúng không ạ? Mặt trời mà đem đến ánh sáng, đem đến sự sống cho muôn vật, muôn loài. Và mặt trời của tự nhiên được miêu tả trong lối viết nhân hóa.
có thể đi qua trên lăng, có thể thấy được ở trong lăng, đúng không? Đấy. Và tiếp theo hình ảnh mặt trời thứ hai đó là hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ. Này không phải là để miêu tả mặt trời của tự nhiên nữa, mà chính là để ẩn dụ cho Bác Hồ, đúng không ạ? Ẩn dụ cho Bác Hồ. Bởi vì sao? Bởi vì Bác Hồ cũng là người mà có công lao vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Nếu như mặt trời của tự nhiên đem đến ánh sáng, đem đến nguồn sống cho muôn vật muôn loài, thì chính Bác Hồ cùng với cả lý tưởng cao đẹp của Bác, cùng với cả sự nỗ lực hy sinh của Bác, thì Bác cũng đã đem đến ánh sáng của cuộc sống độc lập, tự do, đem đến ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Công lao của Bác cũng lớn lao, tựa như là sự cần thiết, sự quan trọng của mặt trời đối với sự sống của muôn vật muôn loài vậy. Đấy, vậy khi mà sử dụng biện pháp ẩn dụ như thế thì nhà thơ muốn thể hiện điều gì ở đây? Chị thấy khi phân tích hai câu này, nhiều bạn chỉ dừng lại ở việc phân tích biện pháp ẩn dụ thôi. Nhưng quan trọng là chúng ta chỉ ra cảm xúc của nhà thơ, tình cảm của nhà thơ, mục đích của nhà thơ khi sử dụng biện pháp ẩn dụ như thế. Trước tiên, ví Bác Hồ như là một mặt trời rất đỏ là để ca ngợi công lao của Bác. Đúng không ạ? Đó, ca ngợi công lao trời biển của Bác. Thứ hai là để bày tỏ sự biết ơn vô hạn, lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao của Bác. Biết ơn thế nên muốn ca ngợi những công lao ấy, biết ơn nên cảm thấy công lao của Bác giống như là vai trò cần thiết của mặt trời, giống như sự cần thiết không thể thiếu của mặt trời để tạo nên sự sống vậy. Đồng ý không? Đấy nhá. Ví Bác Hồ như mặt trời của dân tộc, một mặt trời rất đỏ vẫn luôn luôn bừng cháy những nhiệt huyết cao cả, là cách để tác giả bày tỏ tấm lòng biết ơn, bày tỏ tiếng nói ca ngợi công lao trời biển của Bác đối với nhân dân Việt Nam. Đấy nhá. Đấy là về hai câu đầu, các bạn nhớ nha. Đây là những ý chính nhất. Bên cạnh đó, các em có thể khai thác thêm từ rất đỏ là cách mà tác giả miêu tả hình ảnh mặt trời trong lăng, hay nói cách khác là cách để tác giả nhấn mạnh rằng Bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Quả tim lớn ấy vẫn đập từng nhịp bồi hồi, quả tim lớn ấy vẫn lan tỏa, vẫn giúp cho chúng ta cảm nhận được một cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Có khi nào thôi ngừng đập một trái tim yêu nước như thế? Có khi nào thôi chảy trôi cái dòng chảy của tình cảm, quý chuộng tự do của cái tình cảm yêu thương đồng bào như thế không? Đấy, mặt trời trong lăng rất đỏ, ánh sáng của Bác, tình cảm của Bác, tư tưởng của Bác vẫn luôn chiếu sáng với tất cả chúng ta. Đó là nội dung của hai câu đầu nhá. Tiếp tục này, hai câu sau ạ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Ta sẽ phân tích trước tiên là hình ảnh dòng người đi trong thương nhớ. Bày tỏ, hình ảnh đó là đã bày tỏ tình cảm tiếc thương, sự tiếc thương vô hạn của nhân dân trước sự ra đi của Bác. Thứ hai là hình ảnh kết tràng hoa. Đi trong thương nhớ kết tràng hoa thì hình ảnh tràng hoa ở đây là vừa tả thực những bông hoa, những tràng hoa tươi thắm mà nhân dân dâng lên người. Và thứ hai nữa là vừa ẩn dụ cho tấm lòng thành kính của mọi người. Đồng ý không ạ? Tấm lòng thành kính. Của mọi người khi đến thăm lăng Bác. Đấy, tràng hoa mà. Hình ảnh hoa ở đây biểu tượng cho những gì tinh túy, tốt đẹp, cũng tương tự như hình ảnh hoa trong mùa xuân nho nhỏ ấy. Thì hoa, kết tràng hoa, mỗi người giống như là một bông hoa trong tràng hoa bất tận ấy, đều đem những gì tươi đẹp nhất, đem những gì tốt đẹp nhất để hướng tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Nên hình ảnh kết tràng hoa còn là ẩn dụ cho tấm lòng thành kính của tất cả mọi người. Và cuối cùng là hình ảnh 79 mùa xuân. Ta
vừa có thể hiểu đây là để nói đến 79 năm cuộc đời của bác. Đúng không ạ? Và thứ hai, đồng thời chúng ta cũng có thể hiểu 79 mùa xuân là để nói đến một cuộc đời đẹp như những mùa xuân của bác. Nào, thì ý thơ vẫn luôn tràn ngập tấm lòng biết ơn, ý thơ vẫn luôn luôn dạt dào cái cảm hứng ngợi ca đối với công lao của bác. Đồng ý không nào? Đó là nội dung của khổ thơ thứ hai các bạn nhé. Các em đã nắm được nội dung của khổ thơ thứ hai chưa? Đây, có ngần này ý thôi, không khó để nhớ đâu ạ, không khó để học đâu. Và hoàn toàn là chúng ta cứ dựa vào từng câu thơ, từng ý thơ thôi, chứ không có gì là quá cao xa khiến cho chúng mình khó học đâu. Riêng với học thơ có một cái rất là lợi thế là chúng ta cứ thuộc thơ đi, là chúng ta cũng đã nắm được 60-70% kiến thức phân tích rồi. Việc còn lại là chúng ta khai thác các biện pháp tu từ cho nó đầy đủ này. Đồng ý không? Rồi là chúng mình nêu cho đầy đủ các ý nghĩa của biện pháp tu từ tác dụng ra sao. Đó, nêu thêm về nhịp thơ vân vân. Rồi, đồng ý Thanh Thảo nhá. Xin chào Thúy Huyền. À, đồng ý Tùng Lâm nha. Rồi. Chà mi vào hơi trễ nhưng mà vẫn đủ, vẫn kịp để chúng mình học một nửa thời gian còn lại của buổi ngày hôm nay. Nên em tập trung vào nhé. Chúng ta đã ôn tập xong về khổ thơ thứ hai ở trong bài thơ Viếng Lăng Bác. Bây giờ mình đến với khổ ba nào. Tóm lại, khổ thơ thứ hai là niềm cảm xúc của tác giả khi cùng dòng người vào lăng. Nếu như khổ một là niềm xúc động dâng trào thì đến với khổ hai là nhịp thơ như lắng xuống một chút, nhịp nhàng, thành kính theo từng bước chân của dòng người vào lăng. Và cùng với đó thì vẫn là niềm xúc động nhưng ở đây còn kèm theo cả sự tiếc thương, còn kèm theo sự tưởng nhớ. Đấy, để rồi tất thảy những cái cảm xúc đó như bộc trào và không thể kìm giữ nữa. Đến với khổ 3, khổ thơ có thể coi là xúc động nhất trong bài thơ Viếng Lăng Bác này. Có những vần thơ trong khổ 3 cất lên như là tiếng nức nghẹn ngào của tác giả vậy. Vậy ta phân tích khổ 3 như thế nào? Chúng mình đến với phần 3 nào. Ba nhỏ, khổ 3. Cảm xúc của tác giả khi ở trong lăng. Đứng trước di hài bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Khổ ba mình cũng chia thành hai ý các em ạ, hai câu đầu và hai câu sau. Trước tiên, hai câu đầu nào. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Trước tiên là ta thấy có biện pháp nói giảm nói tránh. Dụng những từ như bác nằm trong giấc ngủ bình yên này. Thực chất là tác giả đang muốn nói đến hình ảnh bác đã ra đi rồi. Đúng không ạ? Di hài của bác đang ở trước mặt tất cả mọi người như thế. Nhưng trong thâm tâm thì nhà thơ mong muốn sao là có thể hướng tới hình ảnh đó với cái sự thân thương trìu mến. Nên nhà thơ đã miêu tả là bác nằm trong giấc ngủ bình yên, phần nào giảm nhẹ đi sự đau buồn. Và cái thứ hai nữa nhé, cái thứ hai nữa này là khi chúng ta liên hệ với những vần thơ viết về bác, chúng ta lại càng cảm nhận được tấm lòng bao la cao cả của bác. Nói về giấc ngủ của bác, chúng ta đã từng biết đến bài thơ Đêm nay bác không ngủ. Thì như thế nào ạ? Trong đó có những câu thơ là gì? Đêm nay bác không ngủ, đó, vì một lẽ thường tình bác là Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời của mình bác có giấc ngủ nào là trọn vẹn không ạ? Cả cuộc đời, tất cả mọi giây mọi phút thì bác đều suy nghĩ và lắng lo cho dân tộc. Bởi vậy, câu thơ mà bác nằm trong giấc ngủ bình yên lại khiến cho chúng ta có đôi phần xót xa. Xót xa là bởi chỉ đến khi bác nằm trong giấc ngủ ngàn thu rồi thì giấc ngủ ấy mới phần nào bình yên. Còn khi bác vẫn còn lắng lo cho dân tộc, đúng không ạ? Thì bác chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. Đó. Điều đau xót ở đây đó là khi mà bác đã ra đi rồi, ở trong giấc ngủ rồi, thì giấc ngủ bình yên duy nhất của bác lại là giấc ngủ ngàn thu. Đó. Đấy. Rồi, đấy là về biện pháp nói giảm nói tránh và hình ảnh giấc ngủ nhá.
tiếp tục này, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, hình ảnh vầng trăng sáng dịu hiền trước tiên là để miêu tả về không gian trong lăng Bác với ánh sáng dịu nhẹ. Đó, đúng không ạ? Nghĩa là ở trong lăng ấy, bạn nào mà đã tới thăm lăng Bác rồi chúng ta cũng biết ở không gian ở trong lăng thì được sử dụng với một ánh sáng dịu nhẹ thôi. Và với nhà thơ Viễn Phương thì ông nghĩ ngay tới hình ảnh vầng trăng, ông liên tưởng ánh sáng đó như là ánh sáng của vầng trăng vậy. Đó là ý nghĩa tả thực, nhưng bên cạnh đó chắc chắn rồi, hình ảnh vầng trăng sáng dịu hiền ở đây phải mang ý nghĩa biểu tượng nữa, bởi vì không thể nào đột nhiên xuất hiện ở trong lăng lại là có hình ảnh vầng trăng được. Đấy, cái sự bất hợp lý như thế, sự đặc biệt như thế khiến cho chúng ta nghĩ ngay đến những biện pháp như là ẩn dụ hoặc là hoán dụ. Thì ở đây, vầng trăng với đặc điểm là ánh sáng dịu nhẹ thứ nhất này. Cái thứ hai là một ánh sáng đem đến cảm nhận về cái sự trong sáng này. Đúng không ạ? Sự trong sáng vô ngần. Thì đấy chính là biểu tượng cho tinh thần của Bác. Đúng không ạ? Đó, biểu tượng cho phẩm chất của Bác. Đấy, biểu tượng cho Bác Hồ này. Và hơn nữa, hình ảnh vầng trăng ở đây xuất hiện bên cạnh giấc ngủ ngàn thu của Bác còn khiến cho chúng ta nhớ tới người bạn tri âm tri kỷ của Bác, chính là vầng trăng đấy. Vầng trăng là người bạn tri âm tri kỷ, trăng cùng với Bác bàn bạc việc quân, trăng trong lao tù, trăng trong kháng chiến, và giờ đây người bạn trăng ấy lại đến ấp ôm che chở cho giấc ngủ ngàn thu của Bác. Các em có thể đưa ra một vài những câu thơ viết về trăng trong những tác phẩm của Bác Hồ để nói về mối quan hệ giữa vầng trăng và Bác nhé. Để một lần nữa nhấn mạnh là ở đây, nhà thơ Viễn Phương, một người con Việt Nam, cũng là một người con với tấm lòng thành kính Bác vô cùng. Đấy, thì vẫn luôn luôn trân trọng từng vẻ đẹp, vẫn luôn luôn trân trọng phẩm chất sáng ngời của Bác, và đặc biệt là một nhà thơ, thì dường như ở đây nhà thơ Viễn Phương cũng bày tỏ cái sự ngưỡng mộ trước một người bạn tri âm tri kỷ của Bác. Giờ ở đây không gian bên trong lăng tựa như cũng chính là ánh sáng của vầng trăng, tựa như người bạn tri âm tri kỷ đã đến bên Bác rồi. Đồng ý không nào? Đấy, rồi xin chào Minh Chiết nhá. À, chị có lưu lại 2 buổi hôm trước không ạ? Tiếc quá, những buổi học này thì chị không lưu lại, nhưng mà có cách để các em xem lại video đấy. Nên hãy theo dõi thật là tập trung, lắng nghe thật tập trung ở trong những buổi học cùng với chị, để chị hướng dẫn cách mà các bạn xem lại các video nhá. Không những là xem lại video này mà chúng mình còn được nhận tài liệu nữa cơ. Nên các bạn phải phải tập trung nha, và tham gia đầy đủ các buổi học chứ. Thế nào mà ở lớp mình nhá, chị thấy tinh thần học lúc đầu thì có vẻ như là hăng say lắm, nhưng xong rồi dần 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 là chỉ còn có một vài bạn thôi. Những bạn nào đang theo dõi ở đây có lẽ mới là thực sự học, còn những bạn mà hăng hái tham gia vào trong nhóm xong rồi không thấy xuất hiện là có lẽ nhá, có lẽ là bên cạnh những cái lý do như chúng mình vướng lịch học vân vân, thì chị thấy không ít bạn là đang nỗ lực ảo đâu nha. Cứ thấy có nhóm là học tập ấy là xin tham gia vào nhưng có học đâu, thì đấy là nỗ lực ảo đó. Nên là bạn nào mà nghe đến đây ấy, thì chị mong rằng là chúng mình phải nỗ lực thật đi ạ. Giai đoạn này không thể nào ảo tưởng hay không thể nào làm cho xong cho có được nữa rồi. Sắp ôn, chúng mình đang ôn thi mà. Chúng mình bây giờ đang là tháng 3 rồi, còn có tháng 4, tháng 5, cuối tháng 5, đầu tháng 6 là các tỉnh bắt đầu thi vào 10 rồi. Mà bây giờ kiến thức có rất là nhiều như thế, không bắt đầu ôn thì đến bao giờ chúng ta mới bắt đầu ôn đây? Đúng chưa ạ? Đấy, thì chúng ta đang ôn đến khổ 3 của bài thơ Viếng Lăng Bác nhé. Với 2 câu thơ đầu khổ 3, các em đã nắm được chưa nào? Các bạn đã nắm bắt được chưa ạ? 2 câu thơ đầu của khổ 3. Muốn trích thơ vào bài phân tích thì làm như thế nào để không bị tách thành 2 đoạn? Em trích thơ xong rồi, xong em xuống dòng em viết liền với lề, em không cách lề nữa nhá, em không cách lề một khoảng nữa mà em viết liền luôn với cả cái lề của tờ giấy ấy. Em không lùi đầu dòng nữa. Chị nói như vậy không biết các bạn hiểu không? Nghĩa là mình trích thơ xong này,
mình xuống dòng mình viết phân tích đúng không? Nhưng bình thường ý, thì để bắt đầu cho một đoạn văn mới chúng ta sẽ lùi đầu dòng. Nhưng ở đây là mình vẫn đang phân tích tiếp, vẫn nằm trong cái đoạn văn đó, luận điểm đó, thì chúng ta sẽ viết liền với lề, không lùi đầu dòng nữa. Đấy cũng là một cách để cho thấy là không phải em tách thành hai đoạn đâu, đây vẫn là một đoạn của em đấy. Còn cách đơn giản hơn nữa, chắc chắn hơn nữa, an toàn hơn nữa, chúng ta trích thơ trên cùng một dòng. Chúng ta dùng dấu gạch chéo để phân biệt giữa các câu thơ. Còn chúng ta sẽ không xuống dòng để trích thơ nữa. Đấy là cách an toàn nhất để đảm bảo hình thức của một đoạn văn. Còn nếu không thì em có thể trích thơ xong rồi xuống dòng viết liền với lề nhé, không lùi đầu dòng. Chị ơi, vậy chốt ý của hai câu này là gì ạ? Chốt ý của hai câu này đó chính là hình ảnh của bác ở trong lăng. Đồng ý không ạ? Đấy, bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Vậy thì cảm xúc của tác giả khi chứng kiến hình ảnh đó như thế nào? Chúng ta có hai câu sau. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Phân tích hai câu sau ấy thì trước tiên chúng ta có việc là cần phải chỉ ra ý nghĩa của cụm từ của cái cấu trúc câu vẫn biết mà sao. Cấu trúc câu để nêu lên cái sự không thống nhất, nêu lên cái sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở đây là mâu thuẫn giữa nhận thức và tình cảm. Đồng ý chưa ạ? Nhận thức là gì? Vẫn biết trời xanh là mãi mãi như thế. Nhưng tình cảm thì không xuôi chiều theo nhận thức, không chấp nhận lạnh lùng, không chấp nhận giản đơn theo theo như nhận thức, mà tình cảm thì vẫn luôn luôn trào dâng cái niềm tiếc nuối, vẫn luôn luôn trào dâng cái sự đau xót mà sao nghe nhói ở trong tim. Tại sao lại như vậy? Thì mình tiếp tục khai thác ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh trời xanh là mãi mãi. Trời xanh là mãi mãi ở đây chính là biện pháp ẩn dụ cho hình ảnh Bác Hồ. Bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam, đúng không ạ? Đấy, trời xanh là mãi mãi nghĩa là Bác vẫn luôn ở đây trong trái tim của người dân Việt Nam, công lao của Bác vẫn luôn luôn còn đó, vẫn luôn luôn là điều mà tất thảy mọi người dân Việt Nam trân trọng, ngưỡng mộ, hướng về. Đó là sự thật. Nhưng mặc dù biết được sự thật đó, mặc dù biết được rằng Bác vẫn luôn sống mãi trong tâm trí của mọi người, nhưng sự thật rằng Bác đã ra đi là điều không thể chối cãi, không thể nào xóa nhòa được. Nên trong trái tim của nhà thơ, và chắc hẳn là cũng là trong trái tim của tất cả chúng ta, thì sự đau xót vẫn luôn luôn ở đó, đúng không ạ? Niềm tiếc nuối đau xót dâng trào tột cùng mà sao nghe nhói ở trong tim. Biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Từ một cái cảm xúc, đúng không ạ? Mà giờ đây nhà thơ liên tưởng dường như nó phát ra âm thanh. Nỗi đau, nỗi niềm đau xót ấy dường như phát ra âm thanh mà có thể nghe được vậy. Vậy đó là một nỗi đau như thế nào? Một nỗi đau khôn cùng. Một nỗi đau khôn xiết. Một nỗi đau mà cảm giác như là hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào trái tim vậy, nghe nhói ở trong tim mà. Đấy, thế nên khổ thơ thứ ba, đặc biệt với hai câu thơ này, có thể coi là những vần thơ xúc động nhất, dâng trào nhất về mặt cảm xúc của toàn bộ bài thơ. Những gì đau đớn nhất, những gì nuối tiếc nhất, những gì xót xa nhất đã được nhà thơ bộc lộ ở trong hai câu thơ này. Mặc dù Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già. Thế nhưng mà trong trái tim của chúng ta, chị nghĩ rằng đến đây chúng ta có thể đập từng nhịp bồi hồi, từng nhịp đập mà hòa quyện với cảm xúc của tác giả, cảm nhận được nỗi đau của tác giả. Đó là sự quặn thắt trong trái tim, không phải là một cảm giác đơn thuần đâu. Đó là nỗi đau khôn tả, đúng không ạ? Nỗi đau vì vẫn luôn hiểu được rằng là Bác đã ra đi rồi. Vẫn luôn phải chấp nhận một sự thật đau đớn rằng là Bác đã ra đi rồi.
Đấy, nên ta có thể ví câu thơ này mà sao nghe nhói ở trong tim ấy, như là một tiếng nấc nghẹn ngào. Đấy là nội dung của khổ thơ thứ ba các bạn nhá. Đấy, đứng trước di hài của bác thì còn cảm xúc nào khác được ạ? Đau xót, tiếc nuối, nghẹn ngào, đúng không? Đấy thì đấy là nội dung của khổ ba các bạn nhá. Chú ý đến các biện pháp tu từ. Có một điều đặc biệt là gần như trong câu thơ nào của bài thơ Viếng Lăng Bác cũng có biện pháp tu từ. Đúng không kem? Các em cứ thử ngẫm lại mà xem. Từ câu đầu cho đến câu cuối trong cả bốn khổ thơ thì gần như là câu thơ nào cũng có biện pháp tu từ. Đó. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, biện pháp nói giản nói tránh qua từ thăm này. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Hình ảnh ẩn dụ đúng không ạ? Tiếp tục khổ 2, ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, nhân hóa điệp từ ngày ngày này. Rồi là thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ, ẩn dụ mặt trời trong lăng rất đỏ này. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, điệp từ ngày ngày đúng không? Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân, ẩn dụ kết tràng hoa, rồi ẩn dụ 79 mùa xuân nữa. Còn khổ ba thì sao? Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, nói giảm nói tránh này. Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, ẩn dụ vầng trăng này. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, ẩn dụ trời xanh này. Mà sao nghe nhói ở trong tim, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác này. Đúng không? Và bây giờ đến với khổ thơ cuối cùng, khổ 4 nào các em ơi. Khổ 4 nào. Rồi, xin chào Thùy Linh nhá. Em giữ lời hứa này. Cảm ơn Thùy Linh nha. Giữ lời hứa, chúng ta có mặt trong cả buổi ngày mai nữa nha. Chị ơi viết nốt ý của câu 2 này là rồi chị vừa trả lời bạn Cường rồi nhá. Chị ơi trích thơ trên cùng một dòng xong phân tích luôn không xuống giọng. Được nhá Duyên nhá, hoàn toàn được không sao cả. Em nhớ để thơ ở trong ngoặc kép giúp chị. Khi mình trích thơ thì mình viết tiếp câu trên hay viết câu mới ạ? Tùy tùy xem là em đang viết như thế nào nhá. Nếu như mà phần trích thơ đấy nó nằm trong một câu của em thì em cứ viết tiếp bình thường. Còn nếu như mà nó là một phần riêng thì trích thơ xong em viết câu mới em nha. Rồi đồng ý này. Khổ 4 là cảm xúc của tác giả khi phải rời xa Lăng Bác. Nào cuối cùng chúng ta có phần 4 nhỏ khổ 4. Cảm xúc của tác giả khi rời Lăng. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Chú ý một chút là chúng ta sẽ thấy ngay cấu trúc của khổ 4 này cũng tương tự như khổ 1 ý. Chúng ta cũng sẽ phân tích câu đầu và sau đó là ba câu sau. Đấy. Đồng ý không? Bởi vì là khổ 4 này cũng tương tự như khổ 3, cũng tương tự như khổ 1. Một câu đầu tiên, sau đó cả ba câu sau thì cùng nói về một hình ảnh. Thì ở đây trong khổ 4 này, câu 1 vang lên như là một lời dã biệt, từ biệt, đầy tiếc nuối, đầy nghẹn ngào. Thì ba câu sau với điệp từ muốn làm là nhấn mạnh cái khát vọng mong muốn được hóa thân của tác giả. Bởi vì rời đi như thế tiếc nuối lắm. Đúng không ạ? Đau xót lắm. Thế nên mong muốn là mặc dù thân xác có thể rời xa, có những khoảng cách về địa lý, nhưng về mặt tinh thần, đó, về mặt tinh thần, về mặt lý tưởng thì tác giả mãi mãi muốn ở bên Lăng Bác. Đấy, nên là mình sẽ phân tích khổ 4 theo trình tự là câu đầu và ba câu sau. Trong đó, câu thơ đầu tiên vang lên như một lời dã biệt. Nếu như khổ thơ đầu có câu đầu tiên vang lên như một lời chào, một lời thông báo, thì câu đầu của khổ 4 lại vang lên như một lời dã biệt. Ở đó, ta phân tích những từ như là mai này, mai về miền Nam, thương trào nước mắt, mai và miền Nam. Đây là những từ ngữ gợi lên sự xa cách. Mai là sự xa cách về thời gian, miền Nam là sự xa cách về không gian. Với ngần ấy nét nghĩa để chỉ sự xa cách rồi, thì chúng ta cảm nhận là nhà thơ đang muốn chạy đua với thời gian. Đó, đồng ý không ạ? Đang vô cùng tiếc nuối, đang vô cùng xúc động, nghẹn ngào đây. Thế nên cái niềm xúc động đó thì nhà thơ không kìm giữ nổi nữa rồi.
thương trào nước mắt, bật trào thành giọt nước mắt rồi, thương trào nước mắt. Ở đây là để miêu tả trực tiếp, bộc lộ trực tiếp niềm tiếc nuối, đau xót, lưu luyến, không muốn rời xa, đúng không? Niềm tiếc nuối, thương xót, muốn rời xa. À, đồng ý chưa nào? Nhá. Đấy, và đến đây các em hoàn toàn có thể so sánh với cả câu đầu của khổ 1 để thấy là nếu như câu đầu của khổ 1 vang lên là một lời chào, một lời thông báo thì câu đầu của khổ cuối lại vang lên như một lời giã biệt đầy tiếc nuối. Và bởi vì cái niềm tiếc nuối khiến cho nhà thơ còn trực trào thành giọt nước mắt như thế nên điều đó nó thôi thúc nhà thơ phải làm điều gì đấy. Phải làm sao để được ở bên Lăng Bác, và nhà thơ đã chọn cách là hóa thân trong tâm trí. Đấy, nên là câu 3, 3 câu sau thì chúng mình sẽ phân tích biện pháp điệp, điệp từ muốn làm này. Kết hợp với đó là biện pháp liệt kê. Con chim này, muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác, liệt kê con chim, đóa hoa và cây tre. Sự kết hợp giữa hai biện pháp này có tác dụng là nhấn mạnh mong muốn hóa thân của tác giả. Sau đó mình sẽ phân tích kỹ từng hình ảnh. Hình ảnh con chim hót quanh Lăng Bác, hình ảnh đóa hoa bông tỏa ngát, đóa hoa tỏa hương đâu đây, và hình ảnh cây tre trung hiếu chốn này đều là những hình ảnh giản dị. Của nhà thơ ước nguyện hướng đến đem những gì tốt đẹp nhất để cống hiến hương sắc cho đời, cống hiến cho nơi mà Bác yên nghỉ. Đấy, những hình ảnh giản dị để đại diện cho sự cống hiến. Ok chưa nào? Rồi riêng hình ảnh cây tre đến với khổ thơ này là một sự xuất hiện trở lại. Bởi vì cây tre và hàng tre thì đã xuất hiện từ trong khổ 1 rồi. Nhưng đến với khổ 4 này nó xuất hiện trở lại, có phải vẫn chỉ mang những nét nghĩa như trong khổ 1 nữa không? Không phải ạ. Trong khổ 1, cây tre mang nét nghĩa tả thực, miêu tả về khung cảnh bên ngoài lăng này, mang nét nghĩa ẩn dụ, biểu tượng cho con người Việt Nam đoàn kết, hiên ngang, bất khuất. Thì đến đây, cây tre một lần nữa xuất hiện và nó được mang thêm một nét nghĩa bổ sung nữa, đó chính là sự trung hiếu. Đồng ý không ạ? Đấy, đó chính là sự trung hiếu. Từ trung hiếu vừa nhấn mạnh cho cái sự thủy chung, một lòng một dạ hướng tới những điều tốt đẹp nhất, hướng tới Bác Hồ của tác giả. Đồng ý không? Đấy, và cũng vừa nhấn mạnh cho tinh thần của con người Việt Nam, một nguyện ước mãi mãi đi theo con đường mà Bác đã chọn, mãi mãi một niềm tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác. Nên khi phân tích hình ảnh cây tre ở đây là chúng ta nhớ nhấn mạnh là cây tre đã từng xuất hiện trong khổ 1 và giờ đây nó lại xuất hiện trở lại với nét nghĩa bổ sung. Nét nghĩa bổ sung của cây tre ở đây thể hiện ở từ trung hiếu. Để từ đó cây tre trung hiếu còn là ẩn dụ cho tinh thần của con người Việt Nam. Cho tinh thần một lòng quyết tâm đi theo, trung thành theo con đường mà Bác đã chọn, theo lý tưởng của Bác. Và cuối cùng này, chúng mình cũng đừng quên phân tích ý nghĩa của các cụm từ như là quanh Lăng Bác. Nếu làm con chim thì ở đâu? Thì ở quanh Lăng Bác này. Nếu làm bông hoa thì ở đâu ạ? Thì tỏa hương đâu đây này. Nếu làm cây tre thì ở đâu? Thì trung hiếu chốn này này. Những từ này có nét nghĩa tương đồng ở cùng với nhau là ở nét nghĩa như thế nào ạ? Nó đều là những từ ngữ để chỉ vị trí, và những vị trí này thì đều quấn quýt bên Lăng Bác, đúng không ạ? Đấy. Bởi vậy mà khi sử dụng những từ ngữ này gắn liền với những điều mà tác giả muốn hóa thân ấy,
nhấn mạnh về cái nguyện ước mong muốn mãi mãi được ở bên Long Bác, sự quấn quýt lưu luyến không muốn rời xa. Đó, đấy là ý nghĩa của khổ thơ thứ tư các bạn nhé. Tóm lại thì khổ thơ cuối cùng với một cấu trúc và hệ thống hình ảnh có sự tương đồng so với khổ một đã tạo nên được cấu trúc đầu cuối tương ứng cho toàn bộ bài thơ này, giúp cho dòng cảm xúc của tác giả trong toàn bộ bài thơ được trọn vẹn hơn, được sâu lắng hơn. Các em có thể nhắc đến cấu trúc đầu cuối tương ứng khi phân tích khổ 1 và khổ cuối nhé. Ok chưa nào? Đấy, khổ 1 cũng có hàng tre. Khổ 1 là một lời chào, sau đó là đến với hình ảnh hàng tre. Khổ cuối cũng thế, một lời giã biệt, rồi cũng đến với hình ảnh hàng tre, cây tre. Đấy, thì đấy là về ý nghĩa của khổ thơ cuối cùng. Và cũng là phần kiến thức mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta ôn lại về bài thơ Viếng Lăng Bác. Các bạn đã nắm được chưa nào? Rồi, có tài liệu không ạ? Đây đây các bạn ơi, lắng nghe chị nhá. Chúng mình đã học đến buổi học số 3 rồi. Tuy nhiên ý, sau buổi học đầu tiên khi mà áp dụng việc các em chụp ảnh điểm danh và nhắn tin về để nhận tài liệu thì các chị nhận ra có một điều, đó là sau buổi học đó nhiều khi các em thấy rằng là chỉ cần điểm danh thôi là được nhận tài liệu rồi, nên chúng mình lại không có sự chăm chỉ tương tác ở trong khóa học. Bởi vậy từ buổi 2, buổi 3 và buổi 4, tài liệu của những buổi đó chị sẽ tặng các em bằng cách khác. Ngay sau đây chị sẽ đăng tải một bài đăng trong nhóm lớp và việc của các em là hãy đọc thật kỹ những nội dung trong bài đăng đó để chúng ta tiến hành điểm danh, để chúng ta cùng nhau vận động nhau vào học thật đầy đủ. Đó, tương tác thật đầy đủ thì sau đó mới được nhận tài liệu nha. Tài liệu của chúng mình thì siêu đầy đủ, bao gồm này, kiến thức phân tích của 4 bài thơ kỳ 2. Thứ hai là phần viết mẫu này, thứ ba là phần dẫn chứng liên hệ mở rộng. Đấy, mỗi bài đều có dẫn chứng liên hệ mở rộng rất đầy đủ chi tiết. Nên các em nhớ là phải điểm danh đầy đủ để sau chúng mình nhận tài liệu nhá. Đồng ý không nào? Và vừa rồi là chúng mình đã cùng với nhau ôn tập về bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Nếu như các em có bất cứ một sự băn khoăn hay là muốn có câu trả lời cho câu hỏi nào của các em ý, thì các em hãy bình luận giúp chị nhá. Đó, để thấy được rằng là đây cũng là một bài thơ chị nghĩ rằng là không khó để học. Nhưng khi mà nó nằm trong danh sách rất nhiều các tác phẩm để ôn ấy, thì việc mà chúng mình có thể ôn nhanh chóng này, ngắn gọn, dễ học, dễ nhớ, bất cứ một tác phẩm nào cũng sẽ giúp cho các em giảm tải áp lực khi thi đấy. Bạn nào mà đến thời điểm này nhá, tháng 3 rồi, giữa tháng 3, cuối tháng 3 đến nơi rồi, còn có 2 tháng nữa để chúng mình đến với kỳ thi vào 10 mà vẫn còn chưa chắc chắn về kiến thức nền của các tác phẩm, vẫn chưa thể nào nêu về kiến thức nền của các tác phẩm một cách trôi chảy như vừa rồi chúng ta ôn bài thơ Viếng Lăng Bác ấy, thì phải học lại hoàn toàn nha. Ôn lại dần đi ạ. Bây giờ bắt đầu là vẫn hơi muộn đấy, nhưng mà vẫn còn kịp. Đồng ý không? Còn nếu như cảm thấy là tự bản thân em không thể nào thúc giục chính mình, thiếu tính kỷ luật, thì các bạn có thể tìm kiếm những người đồng hành hoặc là trở thành một thành viên ở trong khóa học chạy văn cùng với chị nha. Bởi vì trong khóa chạy văn là chúng ta sẽ ôn lại hết tất cả các tác phẩm. Rồi ôn cả về cách viết văn nghị luận này, cách làm câu đọc hiểu nữa này. Đấy, kiểu như là nếu như tự bản thân chúng mình tính kỷ luật chỉ duy trì được khoảng một ngày, 2 ngày thì các em có thể tham gia vào một đội nhóm để cùng thúc đẩy nhau học và có cái kỷ luật của đội nhóm đấy. Đồng ý không? Thì khóa học chạy văn là khóa học cuối cùng dành cho các bạn 2K9, để rồi tham gia vào đó chúng mình sẽ cùng ôn lại hết tất cả các kiến thức. Tin chị đi, các em khi vào tham gia một khóa học ôn thi như thế, các bạn không học không được, khi mà thấy tinh thần học của các bạn còn lại vô cùng hăng say nha. Nên ở trong khóa học này thì chị đồng hành cùng với các bạn, và đặc biệt là cũng muốn gửi những cái phần quà, những cái món quà đặc biệt tới các em, đó là việc chúng mình nếu như đăng ký tham gia khóa chạy văn, chúng mình sẽ được tặng tặng những gì ạ? Tặng tài liệu khóa chạy văn là một này, in ra thành cuốn sách xinh xắn nha. Thứ hai là tặng vé để có thể mua cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu chỉ với giá 1K thôi. Thứ ba là chúng mình còn được giảm trực tiếp về mặt học phí nữa cơ. 20 bạn đăng ký đầu tiên được giảm đến 500.000 tiền học phí các bạn nhá.
Đấy, thế nên rằng là Kem, nếu như quan tâm về khóa học chạy văn này, có thể nhắn tin về cho chị hoặc là nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 các bạn nhá. Rồi. Chị ơi, nên học thuộc hay là học hiểu? Tất nhiên là nên học hiểu rồi. Khi mà hỏi chị câu hỏi đó thì tất nhiên là chị khuyên các bạn nên học hiểu rồi. Học hiểu sẽ giúp cho em có thể viết được nhiều những đề bài khác nhau. Chứ nếu như chỉ học thuộc lòng mà mình không hiểu thì mình chỉ có duy nhất một cách viết đó. Còn khi mình đã hiểu rồi thì mình sẽ có nhiều cách diễn đạt cho cùng một nội dung. Sẽ phong phú hơn và sẽ chủ động hơn chứ, đúng không? Bài Viếng Lăng Bác có thể liên hệ với những tác phẩm nào vậy chị? Em có thể liên hệ với những bài thơ viết về Bác của tác giả Tố Hữu, ví dụ như là bài thơ Bác ơi, một bài thơ rất hay đấy. Đấy, hay là bài thơ Người đi tìm hình của nước của tác giả Trế Lan Viên. Rất là nhiều bài thơ hay viết về Bác, em có thể tìm chủ đề đó nhé. Khóa nào, có khóa nào chỉ luyện đề thôi không ạ? Có Lê Lợi nha, đó là khóa luyện đề. Đấy, đó là khóa luyện đề thì khóa luyện đề cũng khai giảng đầu tháng 4. Bạn nào mà chỉ muốn luyện đề thôi thì có thể tham gia khóa đó nhỉ. Rồi, mai mấy giờ chị dạy vậy ạ? Các em ơi, bây giờ thì thời lượng của khóa học, của buổi học ngày hôm nay cũng đang dần kết thúc rồi. Chị phải nói lời tạm biệt với các bạn trong buổi ngày hôm nay rồi. Ngày mai chúng mình sẽ gặp lại nhau vào lúc 8 giờ các em nhé. Buổi cuối cùng của khóa học và sẽ có những phần quà đặc biệt. Đặc biệt nha, đồng ý không? Chị chưa từng bật mí đâu, sẽ có những phần quà đặc biệt dành tặng cho các bạn trong buổi học ngày mai. Nên hãy tham gia đầy đủ. Đó, đồng ý không nào? Ngày mai chúng mình ôn về nói với con luôn nha. Bởi chị thấy bài sang thu thì việc các bạn ôn tập cũng khá dễ dàng. Trong khi bài nói với con thì có nhiều điều băn khoăn hơn. Nên ngày mai chúng mình sẽ ôn tập bài nói với con. Các bạn nhớ có mặt đúng giờ nhá, 8 giờ ngày mai. 8 giờ. Đúng rồi, chủ nhật, chính xác. Chủ nhật mà 8 giờ, mai học 7 giờ 15 đi ạ. Thôi chị chốt và thông báo với các bạn rồi, hai buổi cuối chúng mình học vào lúc 8 giờ. Nhớ nha, làm sao để coi lại bài giảng cũ. Bài giảng cũ chị xóa mất rồi đó, bởi vậy mà còn buổi học nào được tổ chức thì em nhớ tham gia nhá, em nhớ tham gia như Như Quỳnh nhá và các bạn khác cũng vậy. Hẹn gặp lại các em vào trong buổi học ngày mai nhé. Và đừng quên là tìm hiểu thông tin. Nếu như thấy phù hợp thì hãy đăng ký tham gia khóa học chạy văn cùng với Học Văn Chị Hiên nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Bye bye.